viên Diện Trần. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về các cái kỹ thuật của Diện Trần để chữa bệnh trầm cảm. Và hôm nay mình thực hiện với một người mẫu đến từ thành phố Vinh, Nghệ An, bạn Ánh. Rồi, thế thì bệnh trầm cảm là một trong những bệnh mà rất hay gặp trong thời hiện đại này. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm, trong đó cái nguyên nhân phải kể đến hàng đầu đó là các vấn đề về tinh thần. Ví dụ bệnh nhân sẽ gặp những cái biến cố nào đó về mặt tình cảm, hay là những cái cú sốc về mặt tâm lý, hoặc là trầm cảm sau sinh, tức là biến đổi về cái hoàn cảnh sống và biến đổi về mặt tinh thần, sẽ dẫn đến cho người ta những cái biến cố về tinh thần. Và những người trầm cảm là người ta có rất nhiều cái chứng rối loạn đi kèm, ví dụ như là mất ngủ này, và không tập trung được này, hay không kiểm soát được hành vi này, hay bị chán nản này. Thế thì Diện Trần là một phương pháp rất là hay các bạn ạ. Diện Trần không dùng đến thuốc, vì vậy là sẽ không có cái phản ứng phụ gì đối với bệnh nhân. Và phương pháp này hoàn toàn dùng bằng những cái kỹ thuật rất là đơn giản, bằng những cây lăn như này, cây cào và cây giò, cây sao chổi như này, để tác động lên bề mặt da của người bệnh nhân, để giúp cho người bệnh nhân cảm thấy sảng khoái, có thể là họ sẽ ăn ngon hơn, cảm thấy khỏe mạnh hơn, cảm thấy yêu đời hơn. Thế thì hôm nay mình sẽ thực hiện những cái động tác này để giúp các bạn có thể ở nhà có thể tự làm được. Đầu tiên là mình sẽ dùng cây sao chổi này, mình sẽ gạch cả 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Đối với cái 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết này á, thì đối với người yếu thì có thể gạch một ngày 3 lần. Đối với người bình thường mà để phòng bệnh ấy, thì các bạn có thể gạch một ngày một lần. Thì các bạn có thể tìm hiểu cái bài viết chi tiết về 6 vùng ở trên mạng nhé, đều có. Rồi, cái vùng đầu tiên mình sẽ gạch là bắt đầu ở cái vùng họng mắt này. Các bạn này, từ họng mắt xuống đến nhai mắt, mình sẽ gạch nhẹ nhàng như này, khoảng 30 lượt như vậy. Đó, gạch như vậy 30 lượt. Hết ở bên cái họng mắt ở bên này rồi, ta sẽ đổi sang họng mắt bên kia. Cũng gạch như vậy khoảng 30 lượt. Sau khi gạch hết cái vùng số 1 bên họng mắt rồi, chúng ta sẽ gạch ở trên cái vùng sống mũi này, từ trên hai cái đầu cung mày này đến cái vùng đầu mũi này, mình sẽ gạch như này. Mình sẽ gạch một chiều từ trên dưới hoặc là qua lại đều được, không vấn đề gì cả. Mình sẽ đặt ngang cây giò như này. Rồi mình gạch như này khoảng 30 tiếng đếm. Là hết vùng số 2. Sau đó mình sẽ sang vùng số 3 là vùng góc cánh mũi này. Mình sẽ gạch như này, cũng khoảng 30 lượt như vậy. Hết vùng bên này rồi, mình sẽ đổi sang vùng bên kia cũng 30 lượt. Vậy là hết vùng số 3. Đến vùng số 4 là mình bắt đầu từ góc cánh mũi này đến ngang cánh miệng này, nó sẽ chạy trên cái đường rãnh ngang mũi mã, mũi với má, hoặc là người ta gọi là đường phát lệnh ấy. Mình gạch như này. Rồi đối với những người trầm cảm thì mình sẽ dùng đầu dương này nhé, đầu 1 này các bạn. Rồi mình sẽ gạch bên này nữa. Sau đó mình sẽ đến vùng số 5 là cái vùng cong cổ cằm này. Mình sẽ gạch như này. Cũng 30 đường như vậy. Rồi hết cái bên này rồi thì mình sẽ bắt đầu gạch ở bên cái vòng quanh cái tai như này. Mình sẽ ôm sát vào tai và gạch vòng quanh tai. Thì cái 6 vùng này nó chứng tỏ cái sức mạnh của nó rất là tốt với nhiều bệnh. Ví dụ bình thường mình cảm thấy là sức đề kháng trong người mình yếu ấy, thì mình có thể là gạch 6 vùng này. Hoặc là khi cảm cúm nhức đầu mình đều có thể gạch được. Hoặc là nhất là đối với cái bệnh rối loạn tiền đình, gạch cái này cũng tốt bạn ạ. Tức là cái phác đồ này là phác đồ hỗ trợ chung cho tất cả mọi thứ. Tức là nó, cái mục tiêu của nó là tăng sức đề kháng cho cơ thể người bệnh. Thế thì nếu mà mình không biết đến những kỹ thuật khác, mình chỉ cần biết đến 6 vùng này là cũng là đã rất tốt rồi. Mình cũng gạch vòng quanh tai này khoảng 30 vòng. Sau khi mình đã gạch xong 6 vùng rồi, đối với những người mà bị trầm cảm ấy, mà người ta hay mất ngủ ấy, thì mình sẽ tiến hành dùng cái cào này. Đây là cào lớn của Diện Trần, mình sẽ cào khắp da đầu. Mình sẽ cào tận từ mí tóc trán ra tận ra sau gáy như này. Đó, mình sẽ cào khắp mặt da đầu như này, cào một cách nhẹ nhàng và đặt cây cào vuông góc với cả da đầu. Mình cào khắp như này. Mình cào ở khoảng 10 lượt, 10 vòng khắp da đầu như này. Nếu mà mình đang trong quá trình cào, mình thấy cái chỗ nào mà bệnh nhân nhăn mặt hoặc bệnh nhân kêu đau ấy, thì mình sẽ di qua di lại như này một chút. Đó, cào khắp như này. Đó là cào đầu. Còn bây giờ mình sẽ sử dụng cái cây lăn này. Mình sẽ lăn lưng, lăn khắp hai bên lưng, sau đó là lăn dọc theo cột sống lưng. Mình sẽ yêu cầu bệnh nhân ngồi thẳng lưng, sau đó mình sẽ lăn dọc như này. Mình cũng rất là nhẹ nhàng, không cần phải mạnh tay đâu, rất nhẹ nhàng lăn khắp như này. Mình sẽ chia lưng ra thành 4 phần, mình sẽ lăn phần bên này trước, cứ như vậy khoảng 10 lượt khắp cái phần lưng này, xong mình đảo sang bên kia, thế khoảng 10 vòng khắp lượt như vậy. Hết bên này mình sẽ đảo xuống bên này, bên này nữa. Như vậy mình đã lăn khắp mặt lưng rồi. Sau đó
mình cho cái cột sống nó chạy giữa, mình cho cái cây lan này nó chạy hai bên cột sống. Như vậy cũng khoảng 20 lượt, sau đó mình đảo xuống phía dưới này cũng 20 lượt. Tự mình lan cho mình thì mình khi nào mình cảm thấy thoải mái thì thôi, hoặc là mình chỉ lan khắp mặt lưng khoảng 5-10 phút thôi. Mình cũng không nên làm nhiều quá, nó sẽ gây mỏi, gây đau lưng. Đó. Đúng không? Khoảng 20 lượt qua lại. Chị quay chưa? Chưa thấy ai xem. Hình như chị chưa ấn ấy. Rồi. Tiếp theo bây giờ đối với những người trầm cảm thì mình sẽ bấm bộ thăng. Bấm bộ thăng thì bộ thăng này có ở trong cái cuốn sách giáo trình căn bản này của thầy Châu. Đấy, cuốn giáo trình. Đây là cái bộ thăng khí bộ số 11. Thì bộ này có những cái việc sau đây mình sẽ vừa đọc và mình sẽ vừa bấm hướng dẫn các bạn. Việc 127. Thì các bạn nhìn ở ngay cái bờ cong của cằm này. Ở chính giữa khuôn mặt này có cái vùng lõm nhất, thấp nhất đây nằm trên bờ cong của cằm. Thì mình sẽ day 127. Thì các bạn có thể dùng một chấm thêm một ít cao, sau đó các bạn day lên các huyệt này. Các bạn day khoảng 30 tiếng đến nhẹ nhẹ. Hết 127 rồi mình sẽ bắt đầu day sang huyệt 50. 50 thì thẳng cái chỗ cái điểm trên cùng của cái lãnh nhân trung đây, mình kéo ngang sang và giữa lòng đen kéo xuống, thì chỗ này là huyệt 50. Mình cũng day như này khoảng 30 tiếng đếm. Sau khi day 50 xong rồi mình sẽ day 19, 19 nằm ở điểm trên cùng của cái lãnh nhân trung này. Rồi sau khi day 50 mình sẽ day, sau khi day 19 xong rồi mình sẽ sang 37. 37 là ở giữa cánh mũi này kéo sang và giữa lòng đen kéo xuống. Đây chính là 37. Sau đó huyệt số 1. Số 1 thì ở hai cái tóc của cái cánh mũi này mình kéo sang, huyệt số 1 ở đây. Sau đó đến huyệt số 73. 73 thì có hai bên. Thì các bạn nhìn ở giữa cái lòng đen kéo xuống, nó nằm ở cái hốc mắt, bờ trên của hốc mắt dưới. Mình cũng day như này. Mình cũng không cần phải mạnh tay, mình day rất là nhẹ nhàng thôi. À, mắt bên kia nữa. Đó, huyệt 73. Sau đó huyệt 139 thì ngang với huyệt 73 sang thì đây là 139. Sau đó đến huyệt 103. 103 thì nó nằm ngay giữa của trán ở chỗ này. Và các bạn yên tâm, nếu mình có day sai thì cũng không vấn đề gì, nó đều có tác dụng mà. Và huyệt 300. Huyệt 300 thì ở cạnh trong lòng đen kéo lên và nó bằng 1/4 của trán. Sau đó là huyệt số 0. Huyệt số 0 ở đây là đáy bình tai, mình sẽ kéo ngang ra, đây là huyệt số 0. Đây nữa là huyệt số 0. Huyệt số 0 ngang ở đáy bình tai. Rồi, như vậy vừa rồi mình đã hướng dẫn bấm xong bộ thăng. Bộ này thì mình một ngày mình có thể bấm 3 lần như vậy. Thế thì đối với những người bệnh nhân bị trầm cảm ấy, mà người ta hay bị mất ngủ ấy, thì mình có 4 cái huyệt an thần sau đây để cho người ta giúp người ta ngủ ngon và người ta đỡ phải suy nghĩ nhiều. Thì cái bộ an thần gồm có 4 huyệt thôi. Huyệt 124. 124 là cạnh ngoài lòng đen kéo lên và giữa trán. Huyệt 103 kéo sang. Đây là 104. À 124. 124. Sau đó huyệt 34. Huyệt 34 là nó nằm ở đầu cung mày. Nó thẳng ở cái hõm đầu mắt kéo lên. Đây là 34. Một trăm linh sáu. 106 nằm ở 1/4 của trán ở chỗ này. Và huyệt 26 là hai cái góc đầu trên cung mày kéo sang, thì đây là 26. Đó, 26. Thì cái này mình có thể day hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ mình sẽ cắt một miếng cao ra dán xin bát, mình dán lên 4 cái huyệt này và đi ngủ. Và như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn về những cái kỹ thuật để giúp cho người bị trầm cảm có thể khắc phục được cái tình trạng của mình. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.